Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ăn đường cao là dòng sản phẩm được phát triển từ bài thuốc gia truyền cao thực vật Đại Phú An, chế biến 100% từ thảo dược tự nhiên kết hợp với bài thuốc gia truyền, mang đến một sản phẩm chăm sóc gan thận, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các biến chứng của bệnh tiểu đường. Thành phần bao gồm thìa canh, ổi bào tử, khổ qua, rào cổ lam, lá xoài. Dùng cho người mắc bệnh tiểu đường, tăng cường chức năng giải độc gan, thận, hạ đường huyết và phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Tăng cường sinh lực, chống chỉ định, trẻ em dưới 6 tuổi, người dị ứng với một trong những thành phần của sản phẩm. Cách dùng: người lớn uống 3 lần trên ngày, mỗi lần 2 gam, pha với nước nóng cho hòa tan. Sau đó pha thêm với nước đun sôi để nguội khoảng từ 150ml đến 200ml nước, thời gian sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc, tùy theo bệnh nặng nhẹ. Trẻ em trên 6 tuổi uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 gam pha với nước nóng cho hòa tan, sau đó pha thêm với nước đun sôi để nguội khoảng từ 100ml đến 150ml nước, thời gian sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc, tùy theo bệnh nặng nhẹ. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đạt công dụng tốt nhất khi sử dụng kèm với cao thực vật. Người bình thường uống trước ăn 30 phút, người huyết áp thấp uống sau ăn 30 phút. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách có thể mua hàng tại các nơi bán hàng chính thống của Đại Phú An. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, Khe Cỏ, An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái. Số điện thoại liên hệ: 0844 376 568. Văn phòng đại diện tại Hà Nội, số 2, ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0975 997 949. Quý khách có thể đặt hàng tại website daiphuan.vn hoặc fanpage Tinh Dầu Thực Vật Đại Phú An.